Bạn nhá, hôm nay lại đi ra đồng tiếp. Hôm nay đi ăn trộm. Đi ăn trộm cà chua. Đây là cây cà chua này. Đây. Đây là cà chua. Cà chua là cà chua dây. Nghĩ như kiểu cà chua ta ấy, quả rất nhỏ mà này, đỏ. Nó nhiều rụng. Cà chua này bán ở chợ họ mua không? Mua. Họ mua vì họ ăn sống. Sống. Đây là vườn dưa. Vườn dưa chuột. Kia quả dưa chuột. Đây là cánh đồng xanh. Rau lạ, rau muống gì Cường à? Rau gì? Đấy à? Đấy, ra ngoài đồng nghe tiếng chim kêu. Có con chim nhỏ nhỏ kêu. Đây là ruộng dưa bở. Chỉ cần một cà chua các bạn xem nhé. Đây quả cà chua. Đấy, có cà chua đây. Cái bọn điên thì nó ăn giỏi lắm cơ. Đâu có gì nhét mồm ăn. Ê, quả cà chua to đấy. Nó bẻ ra, nó cắt ra nó ăn. Chua cà xô gióm đấy. Ấy con sâu gióm này. Ở bên cạnh con sâu gióm là con sen. Đây là con sen các bạn. Bên này là con sâu gióm. Úi, nó rơi xuống luôn. Tạm biệt các bạn nha, các bạn nhớ like, share nếu các bạn thấy quê hương các bạn đẹp như này, các bạn nhớ comment phía dưới nha. Tạm biệt các bạn, bye bye.